Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của ẩm thực Mai Hương. Thì sau khoảng một thời gian làm YouTube cũng khá là dài rồi, từ ngày 3 tháng 5 năm 2019 đến nay là ngày 24 tháng 5 năm 2021, thì mình đã làm YouTube thì thời gian đầu thì cũng tóm lại là đến bây giờ mình vẫn đang còn gọi là chập chững bước đi, cũng là đàn em cũng đang học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ các đàn anh đàn chị. Và đối với mình, thành quả ngày hôm nay thì tuy không là lớn, nhưng đối với mọi người tuy không là lớn, nhưng đối với mình thì đó là một cả quá trình và sự nỗ lực rất là dài. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một thành quả rất là lớn, đó là sau 2 năm làm YouTube của mình, và đây là lần đầu tiên mình được lãnh tiền từ YouTube và có trị giá là hơn 100 đô. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về kênh của mình nhá. Kênh của mình tên là Ẩm thực Mai Hương này, có cái logo là như thế này nha mọi người. Trong vòng 2 năm thì mình đã đạt được là 1,4 triệu lượt xem này, thời gian xem là 22,6 nghìn giờ này, số người đăng ký là 6,5 nghìn người đăng ký này, và doanh thu ước tính hiện tại của mình là 107,66 đô này. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem là đến ngày 21 tháng 5 hàng tháng thì YouTube đã thanh toán tự động chuyển khoản đến ngân hàng của mình này nha mọi người, và mình đã nhận được mail thanh toán này và rút tiền về rồi nha mọi người. Bây giờ thì sau 2 năm làm YouTube mình cũng cảm thấy biết ơn tất cả mọi người, những người đã đăng ký ủng hộ mình, vì nhờ có mọi người thì mình mới đạt được những thành quả giống như ngày hôm nay. Cho nên là mong rằng mọi người vẫn luôn luôn yêu quý và ủng hộ mình trong sự nghiệp làm YouTube của mình, và sẽ mong mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ, góp ý cũng như là cho mình những lời khuyên chân thành nhất về sự nghiệp làm YouTube, cũng như là mọi người muốn xem bất cứ một video hướng dẫn hay là muốn mình làm bất cứ về một món gì đó thì mọi người hãy comment ở dưới tin nhắn để mình biết được nhu cầu, cũng như là nhu cầu của mọi người để mình còn biết đường ra những video hay, video bổ ích giúp hữu ích mọi người hơn nhé. Và bây giờ thì mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.